Chào mừng các em đến với tiết tập làm văn tuần 26. Giờ học tập làm văn trước, các em đã biết cách mở bài cho bài văn miêu tả cây cối bằng hai cách, đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng luyện cách viết kết bài. Qua bài tập làm văn, luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối. Sau bài học này, các em cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Nắm được hai kiểu kết bài, đó là kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng. 2. Luyện tập viết đoạn kết bài theo kiểu mở rộng trong bài văn miêu tả cây cối. Cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt tập 2, trang 82, chuẩn bị vở viết, bút và đồ dùng cần thiết để chúng ta bắt đầu bài học nhé. Trước khi vào bài học, cô có một câu hỏi sau để chúng ta cùng ôn lại về nội dung của phần kết bài nhé. Câu hỏi của cô như sau. Đáp án nào sau đây nêu đúng nội dung của phần kết bài? A. Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây. B. Giới thiệu chung về cây định tả. C. Có thể nêu ích lợi của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây. Nào, các em hãy chọn cho mình đáp án đúng nhất nhé. Cô rất vui nếu các em chọn đáp án C. Đó chính là nội dung của phần kết bài trong bài văn miêu tả cây cối. Hai phần còn lại chính là nội dung của mở bài và thân bài. Để giúp các em phân biệt được thế nào là kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng, cô cùng các em tìm hiểu bài tập 1. Bài 1. Có thể dùng các câu sau để kết bài không? Vì sao? A. Rồi đây, đến ngày xa mái trường thân yêu, em sẽ mang theo nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu bên gốc bàng thân thuộc của em. Đề bài: tả cây bàng ở sân trường em. B. Em rất thích cây phượng, vì phượng chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp của trường em. Đề bài: tả cây phượng ở sân trường em. Dựa vào nội dung phần kết bài, các em hãy đọc lại hai câu văn trên để trả lời câu hỏi của bài. Các em có 3 phút làm việc. Sau đây là câu trả lời của cô. Các em thấy đấy, câu văn ở phần A thể hiện được tình cảm của người viết đối với cây bàng, một loại cây thân thuộc, gần gũi, đặc biệt với tuổi học trò, thông qua hình ảnh. Dù có xa mái trường, em sẽ mang theo nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu bên gốc bàng thân thuộc. Vậy câu văn này có thể dùng kết bài vì nêu được tình cảm của người tả với cây bàng. Vậy đây là kiểu kết bài không mở rộng. Còn câu văn ở phần B thì sao? Câu B cũng nêu được tình cảm của tác giả đối với cây phượng. Em rất thích cây phượng. Ngoài ra còn nêu thêm ích lợi của cây phượng nữa. Nên câu văn ở phần B cũng dùng để kết bài được. Vì nêu được tình cảm của tác giả đối với cây và ích lợi của cây. Khác với câu văn A, câu văn B vừa nêu được tình cảm, vừa nêu ích lợi. Cách viết vậy là kiểu kết bài mở rộng. Vậy qua bài tập 1, cô rút ra được kết luận sau. Trong bài văn miêu tả cây cối, có hai kiểu kết bài. Đó là kết bài không mở rộng và kết bài mở rộng. Kết bài không mở rộng chỉ nêu tình cảm của người viết đối với cây. Còn kết bài mở rộng, ngoài việc nêu tình cảm, nêu thêm ích lợi, ấn tượng đặc biệt của người tả đối với cây. Như vậy, khi làm bài văn miêu tả cây cối, các em có thể chọn một trong hai kiểu trên. Tuy nhiên, cô khuyến khích các em kết bài mở rộng để làm bài văn của mình hay hơn và sinh động hơn. Để giúp các em có kỹ năng viết kết bài thành thạo,
Chúng ta tiếp tục qua các bài sau nhé. Bài 2. Quan sát một số cây mà em yêu thích và cho biết A. Cây đó là cây gì? B. Cây có ích lợi gì? C. Em yêu thích gắn bó với cây đó như thế nào? Em có cảm nghĩ gì về cây? Xung quanh chúng ta có rất nhiều loài cây. Nào là cây cho bóng mát, cây cho quả, cây cho hoa, cây cho rau, vân vân. Các em hãy chọn một số cây để quan sát nhé. Và đây, cô cũng giới thiệu một số loại cây cho các em quan sát. Đây là cây xoài, một loại cây được trồng rất nhiều ở miền Nam. Và đây là cây sầu riêng, cây chuối, cây dừa. Đây là một số loại cây cho quả. Và đây là hoa mai, hoa đào, hai loại hoa biểu tượng cho Tết cổ truyền ở Việt Nam chúng ta. Hoa hồng, hoa hướng dương và hoa sen biểu tượng cho Việt Nam. Nào, bây giờ các em dừng video lại làm bài tập số 2 nhé. Cô giới thiệu với các em, đây là phần quan sát của một bạn. Bạn đã chọn cây mai để tả. Đối với bạn, cây mai có ích lợi, tô điểm cho ngày xuân thêm rực rỡ, mang lại sự may mắn, hạnh phúc cho gia đình. Tình cảm của bạn đối với cây mai, em rất yêu thích cây mai, thường xuyên chăm sóc cho cây. Em hãy kiểm tra lại việc quan sát của mình, xem bài của mình đủ ý chưa nhé. Từ việc quan sát, chúng ta dễ dàng viết được bài. Phần kết bài cho bài văn miêu tả cây cối. Cô cùng các em qua bài tập 3. Bài 3. Dựa vào các câu trả lời trên, hãy viết một kết bài mở rộng cho bài văn. Các em có 5 phút để thực hiện. Dựa vào gợi ý ở bài tập 2 mà bạn đã viết được, kết bài mở rộng cho bài văn tả cây mai như sau. Cây mai biểu tượng cho ngày Tết cổ truyền của người dân miền Nam. Với sắc vàng rực rỡ, cây tô điểm cho ngày xuân thêm đẹp. Mai mang lại sự may mắn, hạnh phúc cho mọi người. Em rất thích cây mai và thường xuyên chăm sóc cho cây. Như vậy, qua 3 bài tập, các em đã biết viết kết bài cho bài văn miêu tả cây cối. Tuy nhiên, để rèn kỹ năng viết thành thạo và phát huy khả năng viết văn của mình, các em phải luyện viết thêm một số kết bài mở rộng. Qua bài tập số 4. Sau tiết học này, các em có thể chọn một trong các đề tài ở bài tập số 4 để luyện viết thêm nhé. A. Cây tre ở làng quê. B. Cây tràm ở quê em. C. Cây đa cổ thụ ở đầu làng. Các em ạ, mỗi cây có một đời sống riêng, một vẻ đẹp riêng và ích lợi riêng. Cây thì cho hoa, cây cho quả, cây cho bóng mát và cây thì làm thức ăn. Muốn cây phát triển tốt, chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ các cây cối nhé. Tiếp tập làm văn sau, các em sẽ được viết một bài văn hoàn chỉnh miêu tả cây cối. Vậy, các em sẽ xem trước cho cô bài luyện tập miêu tả cây cối trang 83. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt và chúc các em học tốt.